dòng xe chạy về hướng Việt Nam á, thì tụi mình vẫn đang hồi hộp chờ đợi một cái dáng người nhỏ nhỏ nhắn với một cái chiếc áo màu hồng lặn lội qua. Và hộp khác thôi, có nghĩa là không có giấy tờ nên không thể nào về Việt Nam, chứ không nghĩ rằng là chị Duyên lại bị bạn lừa gạt và bán sang Campuchia. Để cho mọi người nghe cái đoạn hội thoại bạn mình ở bên Campuchia cũng lo như mình vậy này, báo cho mình này. Đó là chị báo lại cho anh nhá. Phong ơi, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ và em Phong Bùi đang có mặt tại tỉnh Tây Ninh, và chính xác là cửa khẩu Mộc Bài, một trong những cái cửa khẩu kết nối giữa Việt Nam với lại đất nước Campuchia. Hôm nay thì hai anh em từ Sài Gòn lên Tây Ninh rất là sớm. Thật ra thì hôm qua thì hai anh em có những cái giấc ngủ khá là bất chợt và rất là lo lắng luôn mọi người, về cái việc mà đưa chị Duyên từ đất nước Campuchia trở về Việt Nam đó. Thì cũng hai anh em cũng có kết nối với lại một số bạn bè ở bên Campuchia để đưa chị Duyên từ Campuchia trở về Việt Nam. Và cái việc đó thì cũng khá là khó khăn, thì hai anh em cũng đang rất là lo, thì cũng mong là cái việc mà đưa chị Duyên về Việt Nam gặp dễ dàng. Tại vì dù sao thì quê hương của chị cũng là Việt Nam, và hơn mười mấy năm qua rồi, mẹ của chị, bà ngoại của chị và những người hàng xóm nghĩ rằng là chị đã mất, và được gặp lại đó nước mắt ngậm ngùi làm cho hai anh em rất là buồn ngùi luôn cô bác của chị. Nói chung là khi mà xem lại cái đoạn clip mà hai anh em đã từng ghi hình lại tại cảnh gia đình đó, thì hai anh em cũng đã từng rơi nước mắt. Và hôm nay là một cái điều, cái việc gọi là kết nối cho chị về Việt Nam để sinh sống, tái thiết lại cái cuộc sống. Và mời cô bác của anh chị cùng theo Bùi Hồ nha, và em Phong Bụi. Hiện tại thì hai anh em mình chỉ còn cách cửa khẩu Mộc Bài của Tây Ninh khoảng vài trăm mét thôi. Và chỉ mong sao rằng là cái việc mà đưa chị Duyên về Việt Nam nó sẽ được suôn sẻ. Vì theo như em Phong có chia sẻ, đi đường bằng những cái con đường lậu á, thì sau này sẽ sống ở Việt Nam thì sẽ gặp những cái bất trắc trắc trở. Nên các anh em sẽ mong là giấy tờ sẽ hợp pháp để cho chị Duyên có thể sớm về nhà cùng với gia đình. Theo dự tính hai anh em thì khoảng một tháng thì hai anh em mới đưa chị Duyên về nhà. Nhưng mà từ ngày mà gặp chị Duyên, gặp được mẹ mình thông qua cuộc gọi Zalo thì chỉ 4-5 ngày thôi. Thật ra thì tất cả mọi người ở trong nhà của gia đình của chị Duyên á, ai cũng đều nôn nóng, và bản thân của hai anh em của tụi mình luôn. Chỉ còn vài trăm mét nữa tới hả Phong hả? Xíu nữa thôi à. Xíu nữa thôi. Cái cảm giác của em bây giờ như thế nào Phong? Vừa lo vừa hồi hộp, nhất tình hình như nào, tại vì bên kia vẫn chưa có thông tin nào qua được hay không nữa. Đang lo lắm, có nghĩa là tỷ lệ mà qua Việt Nam được hay không là 50%. Nhiều người sẽ hỏi rằng là tại sao mình cái việc đi vượt biên rất là dễ, nhưng mà mình nghĩ rằng là để có thể tốt cho cái việc mà qua lại á, thì nên chính ngạch. Tại vì chị Duyên đi lâu quá, bây giờ mất hết tất cả giấy tờ rồi, mà không có thông tin gì ở Việt Nam, cho nên là cái việc xác minh lý lịch cũng đang trở nên một điều rất là khó. Cái việc mà may mắn nhất là chị Duyên còn cái giấy tờ chứng minh là nhân thân, là người của con của An Giang, nên cái việc đó là một trong những cái điều kiện thuận lợi đầu tiên mà chị Duyên sẽ có mặt ở Việt Nam. Bây giờ quên đổ xăng luôn, bây giờ nó xăng luôn, vừa tới cửa khẩu luôn, hơi quá. Trời ạ. Thật ra thì hai anh em đang rất là hồi hộp, tối đêm qua là ngủ không có được, giấc ngủ cứ chập chờn miết à. Cũng mong là ngoại của chị Duyên sẽ biết, sẽ hương hồn của ngoại của chị Duyên đó có thể phù hộ cho chị Duyên sớm được về nhà, cũng như là đó là ước nguyện của các anh em, cũng như là tất cô bác quý anh chị là mạnh thường quân, người tất cả mọi người khán giả và xem kênh. Đây là một hành trình khá là dài luôn, đang đổ xăng mọi người, sáng giờ đi qua đổ xăng tốt luôn, thậm chí là sáng ăn sáng cũng không vô luôn Phong ơi. Đây bình ạ, đây bình. Không biết để tiền ở đâu luôn hay vậy. Tiền để đâu có. Có chưa? Nè, tiền nè. Có. Cái gì vậy?
bên kia họ cũng lo cho mình vậy. Anh Dũng và bên đỡ của anh chị Nam. Ui, cái những người bạn của mình đó, rất cảm ơn những người bạn, họ cũng không muốn nêu tên nhưng mà họ hỗ trợ mình rất là nhiệt tình. Từ hôm qua giờ anh nói anh lúc anh điện mình lúc 2 giờ sáng rồi đó, anh cũng đang thắp nhang là cho cái chuyến đi nó thành công. Bây giờ thì không biết tình hình như thế nào nữa. Thật ra hai anh em đang ngồi trên xe nhiệt độ cũng khá là thấp, nhưng mà hiện nay hai con người hai anh em nóng gan à, tại vì rất là lo lắng mọi người. Đây là một cái hành trình mà cực kỳ lo lắng luôn á. Bên Campuchia thì người ta vẫn còn lo lắm, lo hơn mình luôn á. Ờ vậy hả? Ôi dạ, ôi dạ. Lo lắng cũng lái chậm chậm thôi nha Phong. Đây cho cô bác chị xem cái cửa khẩu đi anh. Đó, đây là cửa khẩu Mộc Bài, một trong những cửa khẩu chính ngạch lớn. Lần đầu tiên mà Bùi Hồ mà được Phong mà đi hướng dẫn đi sang Campuchia, đó chính là cái cửa khẩu này, đi bằng xe khách. Sau mấy tháng, sau hơn 4 tháng thì hai anh em quay trở lại cái cửa khẩu này, một trong những cửa khẩu chính ngạch thuộc tỉnh Tây Ninh, bên kia là tỉnh Ba Vét của đất nước Campuchia. Thì bây giờ cũng đang rất là hồi hộp, tâm trạng thì khá là lo lắng. Có nhiều cô bác, quý anh chị nói là thôi đi về đường chui, người ta đi qua bằng những cái con đường sòng bạc nó cũng dễ mà. Nhưng mà thật ra thì như em Phong chia sẻ đó, cái gì nó hợp pháp thì nó sẽ sau này sẽ dễ dàng hơn. Rất lo lắng. Đi qua Phong thì cứ 4 giờ thức dậy rồi, cứ hỏi sao không ngủ thì Phong nói là em ngủ không được. Thì 4 giờ thức dậy hai anh em lật đật chừng bị đồ 5 giờ mấy đi luôn ha Phong ha. Ngồi đây an tâm. Chia sẻ với chị Duyên với cô bác của anh chị thì cũng may mắn á, là khi mà mấy anh em qua bên Campuchia á, để thực hiện một số công việc thiện nguyện cũng như là tìm người Việt sống ở Campuchia đó, thì được một chị giới thiệu là nói là có một cái chị kia, có một cái em gái kia muốn về Việt Nam nhưng mà không biết làm sao để về, tại vì bé đó muốn đi về lắm hả chị? Bé đó nó muốn đi về, nó thẳng câu nói là em nói hồi nãy, hôm nãy em gặp anh lên em cũng mừng, em gặp nó đây là em mừng á, là anh giúp đỡ đừng nỡ đi về được á, em mừng vậy. Tại vì nhỏ đó nói chung là nó cũng khổ, nó sống với chồng nó cũng khổ á, nói chung là mấy thứ này thì em không có hiểu, nhưng mà cái nhỏ đó không biết nó thích lắc lạc từ lúc nào á thì em không biết, nhưng mà cái chừng mà em biết nó em cũng giúp cho nó nhiều lắm, nhưng mà có cái mà em nghĩ rằng là người Việt Nam với nhau thôi. Rồi thấy nó đi về, nó muốn về, nó hỏi muốn về không, nó nói dịch bệnh gì đâu có ai về đâu. Rồi mới đi, nói chung là thất lạc lâu lắm rồi, em đây là bao nhiêu năm bệnh gặp nó thì em thấy nó khổ rồi, nó muốn về, nó nói giờ nó muốn về lắm mà nó không có tiền về. Thành ra nói nếu mà có cơ hội này anh lên nó giúp đỡ được cho nó đi về, ở nhà nghe nói nhà nó lo Long Xuyên á, anh giúp đỡ đi dùm cho nó đi dùm Dũng đi. Dạ yeah. Đây, hình như là nghe cái chị gái nói là hai anh này đang ở đây để mà lượm hàng ngày, lượm rác để mà buôn bán cho người ta. Chị ở tỉnh nào? Ở Long Xuyên. Còn anh? Ở Tây Ninh. Ở Tây Ninh. Anh với chị là sao? Vợ chồng. Vợ chồng. Chị năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 35. Còn anh? Gần 10 năm. Bạn vụ qua. Ô trời ơi, vụ qua sao? Kiểu mà đi qua bên đây chơi nó, rồi nó có ba mẹ nó bên này có công an chị làm vậy đó. Làm gì đàng hoàng. Chị qua đây bao nhiêu năm? Gần 10 năm. Em thấy được con bên này khổ như ba mẹ, có ai quen có lên xuống đây để gỡ tiền con được. Họ cứ nghĩ là giống như những cái trường hợp khác thôi, có nghĩa là không có giấy tờ nên không thể nào về Việt Nam, chứ không nghĩ rằng là chị Duyên lại bị lừa gạt, bạn lừa gạt và bán sang Campuchia, sống với cái cảnh gọi là cảnh địa ngục trần gian suốt mười mấy năm. Chị Duyên phải bị lừa gạt bán vào ở trong những cái bùi hồ gọi là động quỷ, những cái nơi mà cao cây ôm á, họ bắt là chị Duyên phải làm những cái công việc là tiếp khách, rồi uống bia uống rượu. Thậm chí là khi mà chị Duyên không có tiếp chịu tiếp khách á, thì họ dùng cách là đánh đập, thậm chí là tiêm áp phiện vào để cho chị Duyên có thể là nghiền thuốc, thì sau đó là phải bắt buộc tiếp khách để có tiền để chích thuốc. Và hiện nay về Việt Nam thì cái công việc đó thì cũng
khá là khó khăn. Và việc hai anh em tiến hành hôm nay thì mong mọi chuyện nó sẽ thuận lợi. Và cái hành trình giải cứu một hot girl móc bọc, một cái cô gái ở Việt Nam sống ở Campuchia trong những cái căn chòi tạm bờ, thậm chí là nó chẳng khác nào là một cái chòi của chuồng gà. Theo chị Duyên chia sẻ là nó giống như nhỏ hơn chòi của chuồng gà, và thậm chí là không có cơm ăn luôn. Và bây giờ vẫn đang đợi cô bác quý anh chị. Em Phong thì đứng ngoài kia kìa, và cũng khá là lo lắng luôn. Ngay thời điểm bây giờ là hơn nửa giờ đồng hồ rồi, nhưng mà mình gần như là mất liên lạc bên kia luôn. Mình thấy là có rất là nhiều người đã đi qua Việt Nam rồi, nhưng mà không biết là chị Duyên phải không ta? Chưa thấy không phải? Ôi trời, sao em bây giờ nói chuyện muốn hưởng nổi luôn hả vậy? Chia sẻ với mọi người á, khu vực này là khu vực không được phép ghi hình, cho nên là tụi mình ghi cũng sợ bị sự số cái đoạn clip này lắm. Tại vì khu vực biên giới mà mình thấy là có rất là nhiều người đang từ Campuchia về, nhưng mà cũng không biết là trong cái đoàn người đó là có Việt Nam hay có chị Duyên của mình nữa không. Hiện giờ nha, tỷ lệ mà đi sang Việt Nam mà là 50-50. Có thể như thế này, nếu như chính ngạch thành công á thì chỉ đạt khoảng 30-40% thôi, còn khoảng 30% còn lại thì phải quay trở lại làm thủ tục giấy tờ ngay tại lãnh sự quán để làm cái giấy bảo lãnh. Còn 30% còn lại mình phải chấp nhận cái chuyện là đi chui, nhưng mà mình không lựa chọn cái giải pháp đó. Một là bây giờ không được thì quay trở lại nông bên, coi như là công cốc ngày hôm nay là bỏ hết về làm lại giấy tờ, hoặc là cũng có thể là cầu trời là như hiện giờ. Còn ngay tại Long Xuyên, quê hương của chị á, ở nhà người ta từ sáng giờ sớm ra người ta chờ đợi dữ lắm. Có một cái anh qua mà không biết chị Duyên có trong đó không nữa, vẫn chưa thấy thông tin. Thôi thì mình tiếp tục chờ đợi nha. Ôi, một cái hành trình phải nói là hồi hộp, lo lắng và cả sự nôn nóng ở trong đó. Nó có rất là nhiều pha lẫn, rất là nhiều cái tâm trạng ở trong hai anh em mình. Thậm chí là hiện nay thì có không? Chưa. Cho nên là bây giờ hồi hộp lắm, không biết làm sao. Thôi chờ đi ha. Okay. Ôi, cái cảm giác này nó khó tả lắm. Chỉ những người ở trong cái hoàn cảnh như hai anh em mình nè, nó biết nó bồi hồi như thế nào. Để cho mọi người nghe cái đoạn hội thoại bạn mình ở bên Campuchia đó, cũng lo như mình vậy nè, báo cho mình nè. Đó. Đón được chị thì báo lại cho anh nhá. Phong ơi, thì anh chắc chắn là chị anh vẫn đang chờ ở đây. Nếu em đón được thì báo đi, để anh biết anh còn đi về nhá. Đó. Ui, có hình chị Duyên nè. À, cập nhật mới nhất đó. Vậy là mình phải chờ nha, mình phải chờ cái người nào mà cái áo màu hồng này nè đón. Hôm nay nhìn cái chị Duyên tiều tị hơn hôm trước hai anh em mình gặp nữa. Nhưng mà được cái là hình như là chị Duyên đang lưng tròng hay sao. Giây phút này đối với chị đã mười mấy năm rồi. Đã mười mấy năm để thoát một cái cảnh địa ngục trần gian ngay tại đất nước Campuchia, phải không? Mười mấy năm để gặp lại ba mẹ, coi như là chị được hồi sinh lại lần thứ hai vậy á, sống lại một cái cuộc sống mới. Mong là chị sẽ về. Hình ảnh này chỉ còn cách mình của tụi mình khoảng chừng 500 mét, không tới 500 mét. Bây giờ thì nghe đi, nghe thử như thế nào nha. Mấy em ổn, em chờ anh tí, đặng anh xác minh cho về. Chờ anh tí đặng anh xác minh cho về. Trời ơi, trời. Mấy em ổn, em chờ anh tí, đặng anh xác minh cho về. Chờ anh tí đặng anh xác minh cho về. Đâu, nó lại cái nữa, nghe nó ra. Ui, mấy em ổn, em chờ anh tí, đặng anh xác minh cho về. Chờ anh tí đặng anh xác minh cho về. Như vậy là chỉ còn khoảng một xíu nữa thôi, thủ tục cũng đang xác minh rồi. Mình cũng phải cầu nguyện là làm sao mà cái việc xác minh nó thành công đi ha, để trở về Việt Nam. Ngay lúc này là 11 giờ trưa. 11 giờ trưa thì chắc có lẽ để chị gặp được gia đình á thì cũng phải 5 cho đến 6 giờ tối. Mình di chuyển, mình sẽ lái trực tiếp từ đây về đó khoảng 200 cây số. Mất khoảng 5 tiếng đồng hồ. Thì sẽ trở về nhà. Và chắc có lẽ là khi mà chị đặt những cái bước chân đầu tiên sau mười mấy năm trời á, mình nghĩ rằng là sẽ rất hạnh phúc. Và mình cũng đang hạnh phúc lây luôn từ cái cảm giác như vậy á. Và trên cái đoạn đường đi về á, nó sẽ có nhiều cái câu chuyện
rất là cảm xúc mà hay, mà chắc có lẽ là anh em sẽ còn chia sẻ ở những chuỗi video clip sau, hành trình về lại quê hương. Ôi, người bạn của mình rất là dễ thương ha. Ảnh rời bỏ cửa khẩu rồi, ảnh trở về Phnom Penh rồi. Mình cũng gửi lời cảm ơn nè, hai chị em thuận lợi bình an. Để mình gửi lời nhắn cho ảnh nha. Em cảm ơn anh Trang Laika rất là nhiều, hỗ trợ giùm cho chị Duyên cũng như là cho em. Em cũng đang hồi hộp là chờ chị Duyên qua đợi em đưa về lại gặp ba mẹ. Có dịp em về lại Phnom Penh Campuchia thì em gặp lại anh nha. Hồi giờ chưa biết mặt anh, chỉ biết anh qua Facebook thôi. Nhiều đây thì cũng đủ cho em có cái cảm tình với anh rất là nhiều rồi. Rất dễ thương ha. Hồi hộp quá. Đang đợi. Rất là nhiều xe từ bên Campuchia về, nhưng mà không, trong cái đoàn xe đó lại không có người người quen của mình. Chắc anh nghĩ là bây giờ chắc người mà hồi hộp nhất là ở quê hương của chị Duyên, và thậm chí là hương hồn của ngoại của chị Duyên nữa. Chắc ở nơi suối vàng chắc bà vui lắm ha. Tại vì hình ảnh mà mười mấy năm đạp xe đạp gồng gã kiếm cháu của mình, hàng ngày phải đi móc bọc, sáng đi móc bọc mua sinh kiếm cơm, chiều đạp xe đạp kiếm cháu, hình ảnh nó ở trong cái trí của mình suy nghĩ nó ngậm ngùi lắm. Cho thấy đâu hết. Dòng xe chạy về hướng Việt Nam á, thì tụi mình vẫn đang hồi hộp chờ đợi một cái dáng người nhỏ nhỏ nhắn với một cái chiếc áo màu hồng lặn lội qua. Và hiện nay thì các anh em rất là hồi hộp, và đặc biệt ngay chỗ vùng biên này nữa, rất là lo luôn mọi người. Hiện nay tâm trạng ở trong người nó bồn chồn lắm. Ôi, hình như mình vừa mới thấy chị Duyên rồi. Xuống không anh, xuống ghi hình được không? Cảm xúc vậy giờ như thế nào? Mừng ha. Cũng buồn. Trời ơi, cũng ra gia đình lâu rồi, vợ còn ở, cũng bán qua vợ. Không sao đâu, là có người. Anh đứng yên, đứng yên. Dương anh nha. Cảm ơn. Cảm ơn anh ha. Cảm ơn anh nhiều. Bây giờ chị cảm xúc như thế nào? Mừng, buồn một nửa mà buồn một nửa. Anh đứng cho xe đây ha. Lên trên. À, đứng trên các bạn. Xin chia sẻ với mọi người là ngay lúc này là mình rất là vui khi mà chị Duyên đã từ bên Campuchia đã về Việt Nam rồi. Chị vừa đi những cái bước chân đầu tiên, chị cảm xúc chị như thế nào? Rất là mừng cho mọi người xem cái khuôn mặt của chị hiện giờ như thế nào nha. Xin phép ạ. Ôi, khóc đứt nở luôn rồi. Ôi, mình khóc luôn rồi. Bản thân của Bùi Hồ hiện nay đang khóc. Anh, cảm ơn anh nhiều nha. 13 năm rồi. Vui không? Chị nghe vui. Hôm bữa ở bên Campuchia chị nghĩ là chị chắc là không thể nào để trở về đất Việt Nam. Hôm nay đặt chân đến đây thì như nào? Ăn uống gì chưa? Dạ, ăn rồi. Chia sẻ với mọi người á là thôi bình tĩnh. Bình tĩnh chị. Chia sẻ với mọi người á là cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ là gần như là mình với anh Bùi Hồ là đứng tim luôn, không thể nào không dám nói, trong đoạn clip không dám nói luôn. Thì là thủ tục của chị có một cái chút vấn đề trục trặc và có khả năng là chị không về Việt Nam được, mà may mắn cầu trời sao được ha. Mẹ chị biết là ở nhà quê nhà là mẹ hồi hộp không, xúc động lắm. Các bạn bây giờ anh nôn lắm, nhanh về đi phải không? Lên xe đi chị ha. Hành lý của chị nè, như đây hả? Một cái túi đen nhỏ thôi mọi người. Thôi chút lên xe coi đi ha. Bản thân Phong Bùi và em Bùi Hồ đang cố gắng kìm nén thôi, chứ thật sự hình ảnh này nó gây xúc động cho hai anh em. Giác hồi hộp quá. Phong ơi, em đóng cửa đi Phong.
Rồi bây giờ dưới này từ đây về quê chị á là khoảng 5 giờ đồng hồ nữa. Thì ở quê thì ba mẹ xin lỗi là mẹ đang đợi rất là bà con lối sớm luôn, cả sớm luôn đang dừng rạp chờ chị á. Ha. Sáng nay thì tâm trạng của chị như nào, chia sẻ cho cô bác chị cùng nghe đi. Khi mà lúc mà bước lên chiếc xe để đi về lại Việt Nam á, rất là mừng nhưng mà cũng có nỗi buồn, cũng bỏ chồng lại xin lỗi với lại coi. Lúc đầu xin lại nói anh tiếp có hai chồng về quê. Giờ để mình lên mình đi không cho chồng thấy cũng buồn, cũng tội nghiệp chứ nữa. Nhưng mà tội nghiệp cho chồng thì mẹ ở nhà cái chồng hoài. Đúng rồi, mẹ bỏ chồng. Không phải là tụi em bỏ rơi chồng chị đâu. Dạ. Mà trước mắt là tụi em sẽ đưa chị về Việt Nam một cách an toàn cái hả? Dạ. Rồi em sẽ tìm cách đưa anh về Việt Nam nha. Dạ. Chị có giấy tờ ở Việt Nam hết đi, rồi sau đó thì mình sẽ rước chồng mình về Việt Nam luôn. Dạ. Ha. Dạ. Khi nào mà chị đầy đủ giấy tờ ở Việt Nam á, lúc đó sẽ bảo lãnh, chị đứng ra chị bảo lãnh chồng của chị về. Dạ. Bên công đoàn tụ Việt Nam luôn thì nó sẽ vui đúng không Phong? Nhà của chồng mình ấy đường một ở chỗ một ở xứ ở một quá gì nè, cũng đường này đi nè. Lúc ba một quá gần đây bà nói lúc đám ma bà nó mình chứ có đi ngang này về làm đám ma bà ở ngay cầu của Đông á. Chị Duyên thì đang giàn giụa nước mắt hết à. Chị bây giờ cái cảm xúc của chị như thế nào rồi? Rất là mừng, cũng mong chị được mời về tới nhà để gặp mẹ và gia đình. Nhưng mà khi mà chị thấy khuôn mặt tụi em đợi cửa khẩu sao? Dạ. Khi mà chị thấy tụi em đứng cửa khẩu chờ chị á, cảm xúc chị sao? Không cầm được con mắt đúng không? Dạ. Bình tĩnh ha. Lấy lại được bình tĩnh cho chị. Chị có biết bây giờ thì mẹ và cả xóm đang đợi mình về không? Mẹ. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc, giọt nước mắt của hơn 13 năm phải xa quê hương khi mà bị bạn bè lừa gạt bán đi, và hôm nay lại đặt chân trên đất nước Việt Nam, trở về lại quê hương để mẹ con có thể đoàn tụ gặp nhau. Ở xóm thì cứ nghĩ rằng là chị đã không còn trên cái cuộc đời này nữa, nhưng hôm nay trở về quê hương thì thật ra hai anh em Bùi Hồ và Phong Bùi cũng đang vui lây. Và trước cái cảm giác vui lây như thế này thì hai anh em rất là hồi hộp luôn mọi người. Thậm chí là đêm qua đã hai anh em đã trông sao cho trời mau sáng để có thể đón được chị Duyên về đất nước Việt Nam, về quê hương một cách nó thuận tiện, nó hợp pháp nhất. Và hiện nay thì em nghĩ thì chắc hương hồn của mẹ của chị á cũng đã có phù hộ cho chị để chị có thể về quê hương Việt Nam hợp pháp. Và chắc bà ở nơi suối vàng á bà cũng rất là vui. Hôm qua nay thì chị có ăn uống gì chưa chị Duyên? Dạ rồi. Chị ăn cái gì? Sáng ăn hủ tiếu. Sáng nay ăn hủ tiếu. Ừ. Thì lúc mà chị đi về thì anh thì sao? Chị có cho anh hay không? Không. Cũng nói sợ chồng cho đi. Đi qua là chị không ngủ được đúng không? Em thấy đôi mắt của chị phờ phạc hết à? Dạ. Tâm trạng của chị Duyên á gần như là không thể nào nói chuyện được nhiều, và mình sẽ để cho chị cái khoảng thời gian nhìn lại cái quãng đường mà từ Mộc Bài về nhà. Mình nghĩ rằng là quãng đường khoảng 200 cây số đối với chị hiện giờ nó rất là xa, vì tâm trạng lúc nào cũng đang mong ngóng hết à. Khóc nãy giờ
chưa kịp ngơi luôn. Ai đã từng trải qua cái cảm giác mười mấy năm trời xa quê hương đó, thì sẽ thấy rằng là đặt chân đến quê hương nó quý giá như cỡ nào. Mình tin rằng khi mà mọi người xem cái cầu đoạn clip này, cảm xúc của mọi người sẽ cảm giác rất giống chị Yên, rất giống mình. Bản thân mình bên Bùi Hồ đang cố gắng kìm nén cảm xúc xúc động. Cái cảm xúc bây giờ nước mắt nó muốn dâng trào khi mà cái niềm hạnh phúc nó đang tràn ngập hết rồi. Và ít ai biết rằng cái cuộc đời của chị Yên như một cái tiểu thuyết. Và những ngày qua, dư luận ở Việt Nam đang rất là xôn xao, rất nhiều người phụ nữ khác cũng đang bị lừa bán sang Campuchia. Và hy vọng rằng cái chuỗi video này tụi mình muốn truyền đến cho mọi người những cái thông điệp. Nếu như ai mà con trai của mẹ thì hãy nên yêu thương những người thân của mình. Nếu như ai mà đang bị những đối tượng xấu dụ dỗ á, thì hãy nên xem động mạch này để có cảnh báo. Và cuộc đời của chị Duyên như là một thước phim, sẽ là tương lai của những ai mà bị dụ dỗ sang Campuchia. Trong các video sắp tới thì tụi mình sẽ chia sẻ cho mọi người rõ hơn về cái hành trình 13 năm sống ở xứ người, 13 năm vật vờ, 13 năm đau đớn và 13 năm gần như là sống không thua hơn một khuôn mặt. Đó là những gì mà tụi mình nghe mà gần như đến bây giờ mà kể lại á, phải kìm nén cảm xúc nhiều lắm. Em Phong có nói là cuộc đời của chị thì giống như là một cái thước phim, mà thước phim này nó buồn lắm. Thậm chí là gần ấy cái tuổi thanh xuân, năm nay thì chị đã ngoài 30 rồi. Là đối với những người con gái á, thì cái tuổi đó là cái tuổi đẹp nhất ở trong cái cuộc đời. Nhưng mà nó đối với chị, trong khoảng thời gian đó, nó chẳng khác nào là địa ngục của trần gian. Mà chị là người phải chứng kiến, phải trải qua. Nhưng mà cuối cái đoạn thước phim đó thì mong rằng á, là sẽ cảm một quãng đời sau nó sẽ đẹp đẽ hơn. Và nó là một cái kết thúc cho cái thước phim có hậu để mọi người, đồng thời đây là một cái, như Phong có nói là một cái thước phim để mà cảnh tỉnh những người phụ nữ, con gái nhẹ dạ, cả tin nghe những lời dụ dỗ. Trước đây á, thì người ta dụ dỗ bằng cách là thông qua bạn bè như trường hợp của chị Duyên. Nhưng hiện nay cái hình thức nó còn đa dạng hơn, là thông qua những cái mạng tài khoản xã hội như là Facebook, Zalo để mà lừa gạt những người phụ nữ bán sang Campuchia. Mà chị Duyên là một trong những trường hợp điển hình mà hôm nay anh em muốn chia sẻ. Và cái chuỗi hành trình cho chị Duyên về lại quê hương á, thì cũng còn dài. Và cái câu chuyện này sẽ được ghi nhận ở tại quê nhà của chị Duyên. Và bây giờ các anh em mình có lẽ là nói lời chào để mà cho Phong lái xe chở đưa chị Duyên tranh thủ về nhà. Tại vì đoạn đường còn khoảng 5 tiếng hả Phong? 5 tiếng đồng hồ nữa. Bây giờ thì phải về 5 tiếng đồng hồ. Mình sẽ gần như đêm qua là không ai ngủ kỹ được hết á. Cho nên là bây giờ chị xin tạm kết và sẽ gặp mọi người trong cái video sắp tới nha. Em nói một cái lời mà cảm ơn mọi người, những khán giả đã tạo cho mình cái động lực để đưa chị Duyên về đi. Gần như là tất cả cái việc mà mình với anh Bùi Hồ gặp được chị Duyên á, nó là một cái duyên giống như cái tên của chị vậy đó. Cái hôm đó mình vẫn còn nhớ như in là mình đang đi lang thang trên cái chợ Ba Làm Pư. Và lúc đó thì anh Bùi Hồ bắt gặp một người phụ nữ dáng nhỏ nhắn đang leo lên trên một cái thùng rác. Và lúc đó thì người ta vứt rác ở phía dưới quốc lên. Chị đứng chị hứng những cái bịch rác mà chị xé ra, lùm những thứ mà như là lon nước, mũ này để bán kiếm tiền. Mỗi ngày chị bán được khoảng 20 ngàn tiền Việt Nam thôi và đủ mua một hộp cơm. Mỗi ngày chị ăn được một bữa cơm thôi. Và sau đó thì anh Hồ ghi thước phim đó. Và ngày hôm sau thì mình bất ngờ bắt gặp chị ở một căn chòi nhỏ nằm ở mé sông Ba Sắc. Một con sông chảy cuốn lượn xung quanh thủ đô Phnom Penh. Và con sông đó là con sông mà rất nhiều người dọc sinh sống. Họ xây biệt thự xung quanh. Nhưng mà cận kề đó là một cái chòi rất là mặt tệ, rất là như một cái ổ chuột vậy đó. Và mình biết được câu chuyện của chị là muốn về Việt Nam và 13 năm mắc kẹt ở đó. Và đó là tất cả đều có một cái duyên hết á. Tình gặp bất ngờ, gặp tình cờ. Và hôm nay mình đã đưa chị về Việt Nam rồi. Từ hôm gặp chị đến hôm nay thì nửa tháng trong hồi hộp lo âu, nửa tháng thậm chí là không biết là cái lời hứa của mình đưa chị về thành công không. Nhưng đến bây giờ đã đặt chân đất nước Việt Nam, cảm giác lời hứa đó đã thành công rồi. Và chị không có nói thành lời đâu. Bây giờ mình thấy, mọi người thấy chị khóc sụt sùi luôn. Để có thể hành trình an toàn, mình xin tạm kết video và mình sẽ lái thật nhanh để trở về quê.
tại thành phố lắm, chị tới đây nghe nha. Và mình sẽ dành một khoảng lặng cho chị ha. Rồi, tiếp tục hành trình ha.